Mặt nạ giấy hay còn gọi SHEETMASK là tấm mặt nạ cắt sẵn được làm bằng sợi bông hay vải không dệt, sau đó được ngâm trong dung dịch có chứa rất nhiều dưỡng chất chăm sóc da. Đứng thứ hai trong top những từ khóa làm đẹp được tìm kiếm nhất, nhưng thực tế nhiều người vẫn không hiểu rõ bản chất của mặt nạ giấy là gì, hiệu quả như thế nào. HEETMASK có hai loại dòng sản phẩm phổ biến là mặt nạ giấy khô chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên và mặt nạ giấy ướt giàu dinh dưỡng bổ sung cho da khỏe mạnh, không chỉ dưỡng ẩm, xe khít lỗ chân lông, cho da săn chắc, thậm chí trị mụn, trị nám, trắng da, mà mặt nạ giấy còn rất tiện lợi, dễ sử dụng, giá thành rẻ nên rất được những tín đồ làm đẹp ưa chuộng. Áp dụng mặt nạ giấy hàng ngày có lẽ đã trở thành thói quen của nhiều cô nàng hiện nay. Cùng mặt nạ giấy, sử dụng ít nhất 2 lần một tuần, nhưng nhiều chị em vẫn mắc phải một số sai lầm khiến sản phẩm này không phát huy hết tác dụng. Hiệu quả chăm sóc da THEO khuyến cáo của nhà sản xuất, trừ trường hợp da bạn bị khô, thức khuya thường xuyên, còn lại không nên sử dụng mặt nạ giấy mỗi ngày. Bởi sản phẩm này thường rất giàu tinh chất, nếu đắp thường xuyên sẽ khiến da bị dư thừa dưỡng chất, gây nên mụn. MT nạ giấy chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho da nên nhiều cô nàng lầm tưởng rằng việc đắp càng lâu càng tốt, thậm chí còn đắp đến khi mặt nạ khô cong. Tuy nhiên đây lại là việc làm không hề tốt cho làn da chút nào. VEC đắp mặt nạ giấy đến khi khô hết các dưỡng chất không hề tốt cho da mặt mà còn khiến cho da bạn bị mất nước ngực. Cách tốt nhất để tránh kích ứng và không làm cho da mất nước là chỉ nên đắp mặt nạ giấy không quá 15 phút. Nếu có ý định đắp mặt nạ giấy và ngã lưng trên chiếc ghế sofa để thư giãn thì bạn nên hẹn giờ để tránh ngủ quên nhé. Bị mặt nạ giấy trước hay sau sử dụng TONEA tưởng như rất đơn giản nhưng lại là điều mà rất nhiều chị em băn khoăn. Nếu bạn dùng TONEA giúp làm sạch sâu bụi bẩn, chất nhờn trong lỗ chân lông thì phải sử dụng mặt nạ sau khi dùng TONEA. SAU khi đắp mặt nạ là da rất dễ bị thất thoát độ ẩm, gây nên tình trạng khô da, vậy nên bạn cần sử dụng kem dưỡng ẩm, đồng thời thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo như SEAUM, kem chống lão hóa để chăm sóc da sâu hơn. Các chất dinh dưỡng hấp thụ tốt nhất bạn nên làm sạch sâu da trước bằng phương pháp xông hơi làm giãn nở lỗ chân lông hoặc tẩy tế bào chết trước khi đắp mặt nạ. VNG da quanh mắt thường mỏng và nhạy cảm hơn so với các nơi khác, vậy nên khi đắp mặt nạ bạn không nên che phủ vùng mắt bởi điều này có thể khiến vùng da này trở nên nhăn nheo về lâu dài. THEO khám phá VHI.